Ok, chào các bạn, mình đang có mặt tại giải thể hình ngôi sao mới Hà Nội được tổ chức vào ngày 14 tháng 4. Thì hôm nay là sẽ có rất nhiều các vận động viên từ khắp mọi miền Tổ quốc về đây thi. Thì chiều nay team mình cũng có 6 bạn thi ở hạng mục Men Physics và Classic. Chút nữa thì cũng có một bạn thi ngay ở sau đây ở phần thi Bodybuilding. Ok, bây giờ mình sẽ đi vào đây chút nhé. Buổi sáng nay chúng ta sẽ là phóng viên năng béo nhá. Phóng viên năng béo à? Chiều nay thì sao? Ok, thì đây chính là vận động viên này, Hoàng Tiến Thành. Thì Thành sẽ chuẩn bị thi ở hạng mục bodybuilding trên 75 cân. Chuẩn bị thi cả hệ A lẫn hệ B nhá. Ok ok, nổ phát súng đầu tiên thì Thành là vận động viên đầu tiên thi của team thi thì đã đạt được huy chương bạc. Thì chiều nay thì các anh em sẽ thi Classic và Men Physics. Thì khoảng một vài tiếng nữa sẽ bắt đầu thi. Thành có muốn nói gì không nhỉ? Dạ vâng. Nói chung là huy chương bạc thì cũng hơi tiếc một tí, nhẽ ra phải mang vàng về cho thầy mới hợp lý. Nhưng mà thôi, cố gắng ở dưới này sau. Ok. Các vận động viên tập trung. Ok, thì xin chào các bạn, đây là vận động viên Đăng Béo. Đăng Béo thì sẽ thi hạng mục Men Physics vào chiều nay trên 1m75. Hiện tại là Đăng Béo đang cảm thấy như thế nào nhỉ? Mình đang cảm thấy chưa biết bao giờ phải bôi màu. Bao giờ bôi màu? Trước thi khoảng 1 tiếng. Ok, đấy. Trước thi 1 tiếng là mình sẽ bôi. Đăng Béo đang chờ đợi cảm giác bôi màu này khá lâu rồi, khá nhiều năm rồi. Bôi màu khá lâu rồi đúng không? Hơi lâu rồi. Đấy là... Chiều nay bôi màu là ok, chỉ cần bôi màu là ok. Báo kim nhân 12. Hả? Để một chưa? Ok, thì bây giờ Đăng Béo cho anh em xem tí bụng em khô chưa nào. Ok. Bụng khô đấy nhưng mà vai chưa khô đâu. Các vận động viên sẽ chuyển biến tư thế tự nhiên mặt trước và mặt sau. Tài xế này, Mai Tú này, Kim Nhân. Bắt đầu. We'll be right back.
chưa được đâu nhá, em hơi mở cái ngực này ra, hơi ưỡn cái ngực ra. Tôi lại đẩy cái vai ra sau này, đấy, đấy, đấy. Đấy, như này ok hơn này. Đây, bình thường là em đang như thế này đúng không? Đấy, đang cong này. Mở cái ngực, ưỡn cái ngực ra. Ok hơn đấy. Đừng nó thật là đừng lấy đài kiểu này, lấy đài kiểu này cảm giác nó cứ gãy gãy. Nó cứ gãy gãy ấy. Ưỡn này. Đấy. Mình muốn đẩy ngực set up. Đẩy ngực ra. Banh lát. Đẩy ngực banh lát. Ưỡn. Ưỡn cái ngực ra, ưỡn ngực. Đấy. Đấy, đúng rồi đấy. Ok, chào các bạn, đây là Đăng Béo và Đăng Béo vừa mới tan màu xong. Thì chút nữa Đăng Béo sẽ thi cái gì nhỉ? Men physics trên 1m75. Men physics trên 1m75. Ok. Lên bầu phát cho mọi người xem phát nào. Nháp trước. Nháp phát nào. Ok. Được. Rồi, sang đây. Ok, chào các bạn, còn đây là Nguyễn Hữu Giang thi đấu men physics đến 1m70. Ok, lên bộ phát nào. Lên bộ. Ok. Không sao, tí lăn lại đã thi đâu. Chiến ra đây. Tiếp nhá. Ok. Còn đây là mình là Chiến. Chiến Trầm Tính. Ok, Chiến Trầm Tính, Đỗ Hữu Chiến. Men physics trên 1m75. Lên bộ phát nào. Lên bộ. Ok, chống hai tay. Bấm bộ. Ok nha. À, đăng cũng là đăng. Ok, còn đây là đăng đẹp dai. Đăng béo pha ke. Đăng béo pha ke, ok. Lên bộ. Men physics dưới 1m75. Nhớ đừng có vác tông lên sàn đấy thằng Minh nhá. Dưới 1m75. Ok. Làm tí không em? Ok, còn đây là? Đây là Võ Minh Thắng. Võ Minh Thắng, ok. Thắng đánh men physics trên 1m75. Thì anh siết lần đầu từ 103 cân xuống hiện tại là đang là 80 cân. Đó, sẽ là lên bộ phát nào. Nhà hàng chống hai tay. Ok. Thế rồi, còn đây là mình là men physics dưới 1m75. Dưới 1m75 lên bầu nhá. Feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite. They feeling I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in faith, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough time. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready.
I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly, thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win. I'll take a stab, I wanna chase a bag. I want a way I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I got a taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. No way. In my brain, running from the past, wanna escape my pain. I just wanna be a better person, I deserve this. I just wanna break these chains. I was destined for greatness, true to myself, I never fake it. Seen too many ones, had a soul, they get famous. And when I say the truth, most really can't take it. In spite of everything I've been through, I'ma make it. Fake friends, but I'm a downfall, it's toxic. Day one, started the outlaws for profit. Now all I do is write verses, no talking. All I do is put the work in, no option. This was everything I ever wanted. Created a legacy off of me, just being honest. And the fake ones hate, but it's all to no avail. They wanna see me lose, but you know. Thưa quý vị, thành tích cao nhất ở bảng điểm toàn năng hạng mục nam Sport Physique thuộc về vận động viên thật ra tất cả những xướng danh của quý vị chúng tôi đều trân trọng, nhưng điều lệ của buổi thi chỉ trao có một ha. Cho nên theo ý kiến và đề xuất của trọng tài đã quyết định trao cho vận động viên có số danh 87 Hoàng Hải Châu của đội thành phố Hà Nội trao tích toàn năng cho vận động viên Hoàng Hải Châu. Chúng tôi trân trọng kính mời ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thành phố Việt Nam, đồng thời là trưởng ban tổ chức giải, xin trân trọng kính mời. Và nghi thức trao cúp. Vâng, bây giờ là phần chia sẻ niềm vui của gia đình, của người thân, của nơi làm việc của vận động viên Hoàng Hải Châu. Ok, để vào mic mắt. Ok, chào anh em, thì Đăng Béo đã lụm toàn năng của giải Ngôi Sao Mới Hà Nội. Ok. Không biết nói gì nhỉ? Chào anh em nhé, Đăng Béo đây. À, Đăng Béo mới lụm toàn năng của Sport Physics Nam thôi. Còn một giải nữa thì phải, nhưng mà mình sẽ vào mình xem là có lụm nốt không thì lụm nốt nhá. Gọi là giải Ngôi Sao Mới. Lụm.